kinh văn a nan đương chi thử trạm phi chân như cấp lưu thủy vọng như điểm tĩnh lưu cấp bất kiến phi thị vô lưu nhược phi tưởng nguyên ninh thọ tưởng tập việt dịch a nan nên biết trạng thái trong lặng ấy là không thực như dòng nước chảy nhanh xa trông như đứng lặng do chảy nhanh mà không thấy được chứ không phải là nước không chảy. Nếu đây không phải là cội gốc của vọng tưởng, cớ sao lại bị huân tập bởi tập khí hư vọng? Giảng, Anna nên biết trạng thái trong lặng ấy không thực. Trạng thái yên tĩnh trong lặng không diêu động đã được miêu tả ở trên không thực sự hoàn toàn tĩnh lặng. Tại sao không? Như dòng nước chảy nhanh, xa trông như đứng lặng, do chảy nhanh mà không thấy được, chứ không phải là nước không chảy như dòng nước chảy quá nhanh nên ở trên bề mặt thấy như yên lặng khi nhìn kỹ vào đó như thể không có sóng và nước chảy vì nước chảy quá nhanh nên không thấy được chứ không phải là nước không chảy vì không có sóng nên quý vị không thể thấy được nước đang trôi nhưng như thế không có nghĩa là không có sự trôi chảy nước vẫn chảy nhưng quý vị không thấy vì không có sóng. Trước đây chúng ta đã học qua hành ấm, nay chúng ta sẽ học về thức ấm. Nếu đây không phải là cội gốc của vọng tưởng thì làm sao người ta bị huân tập bởi những tập khí hư vọng? Nếu không có vọng tưởng trong thức ấm thì sẽ chẳng có ai bị ảnh hưởng và huân tập bởi vọng tưởng và tập khí. Kinh văn Phi Nhữ Lục Căn Hỗ Dụng Học Khai Thử Chi Vọng Tưởng Vô Thời Đắc Diệt việt dịch nếu sáu căn của ông chưa được khai hợp dùng thay lẫn nhau thì cái vọng tưởng ấy không khi nào diệt trừ được giảng dạ, nếu sáu căn của ông chưa được khai hợp dùng thay lẫn nhau nếu ông chưa chứng đạt được trình độ công phu đến khả năng lục căn hữu dụng thì sáu căn của ông chưa được khai hợp dùng thay lẫn nhau thì cái vọng tưởng ấy không khi nào diệt trừ được Trừ phi quý vị đạt đến mức 6 căn có thể hỗ dụng lẫn nhau, thì các vọng tưởng này sẽ được tiêu diệt. Kinh văn Cố nhữ hiện tại kiến văn giác chi, trung quán tập cơ, tác trạm liễu nội, võng tượng hư vô, đệ ngũ điên đảo, vi tế tinh tưởng. Việc dịch cho nên hiện nay cái thấy nghe hiểu biết của ông đã sâu kết trong tập khí hư vọng ắt trong tính rỗng lặng trong suốt ấy là cái vọng tưởng điên đảo vi tế rỗng không viễn hóa thứ năm giảng cho nên hiện nay cái thấy nghe hiểu biết của ông đã sâu kết trong tập khí hư vọng cho nên những khả năng thấy nghe hiểu biết của ông hiện nay đã sâu kết biết bao nhiêu tập khí hư vọng ắt trong tính rỗng lặng trong suốt ấy là cái vọng tưởng điên đảo vi tế rỗng không huyễn hóa thứ năm sự hoạt động của sáu loại tánh biết thấy nghe ngửi nếm xúc giác đều kết lại với nhau qua những tập khí rất vi tế như một sâu chuỗi hạt những tập khí này rất nhỏ nhiệm và khó phát hiện ra